Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán, xe trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Và hôm nay Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Đó là chiếc Mitsubishi Triton, sản xuất năm 2011, số sàn, hai cầu, máy dầu. Và về tình trạng chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị là xe đẹp, không đâm va, biến dạng ô tô và kính và đèn. Máy số là nguyên zin, chưa làm lại hơi. Toàn bộ an ninh pháp lý thì tên tư nhân và sang tên đầy đủ cho quý anh chị nào ở Hà Nội. Bắt đầu ở Hà Nội thì bên em hỗ trợ thủ tục sang tên trong vòng 1 ngày. Toàn bộ chiếc xe mang biển kiểm soát 29C16727, xe màu xám lông chuột, nhập nguyên chiếc Thái Lan, sử dụng động cơ 2.5 máy dầu, đi khá là tiết kiệm, 67 lít 100 cây. Và quý anh chị nào mà lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên Em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Đây là toàn bộ các ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, em vừa đi quay xung quanh một vòng cho quý anh chị xem về bên ngoài của chiếc xe. Về đèn kính là không có dấu hiệu bị rạn nứt, và toàn bộ khe hở cabo, cánh cửa, cốp trước, cốp sau là rất chỉ là đều nhau. Và toàn bộ các cái phần chỉ của xe, cốp trước, cốp sau, cánh cửa là em khẳng định với quý anh chị là zin 100%. Và bên em đã kiểm tra lốp thì còn khá là dày đấy ạ, toàn bộ lốp của chiếc xe còn khá là dày. Và toàn bộ cái đèn pha xịn sò và rất chỉ là đều sáng ấy. Đấy, sơn khá là bóng và đẹp. Toàn bộ mặt ca lăng, từng chi tiết nhỏ của chiếc xe, đèn pha, đèn gầm và lốp hai bên này rất chỉ là dày, là răng đúc, không có dấu hiệu bị chảy xước. Toàn bộ từ bậc lên xuống, kính lái, kính hai bên lên sườn không có dấu hiệu bị rạn nứt. Và đặc biệt các cái khe hở và đường đồng của cái chiếc xe hai bên lên sườn khá là căng và sơn không có bảo tít nên nó độ bóng và độ mượt nó rất cao. Toàn bộ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ má phanh và thay dầu, lọc dầu lại cho quý anh chị rồi, nên là về quý anh chị sẵn đi thôi. Toàn bộ các thông số kính thì đều của hãng Mitsu đây, em quay cho quý anh chị xem, đều của hãng Mitsu hết toàn bộ. Và để kiểm tra khẳng định với quý anh chị, đều hãng Mitsu và cùng năm sản xuất 2011 hết, thông số là sản xuất 2011. Và toàn bộ các cái phần gầm chassis đây không có dấu hiệu bị han gì cắt nối. Đây em hướng máy quay vào phần gầm cho quý anh chị xem. Toàn bộ phần gầm phía sau của chiếc xe thì khá là khô, không có dấu hiệu bị chảy dầu. Và em chạy thử thì kiểm tra cái phần gầm hoạt động khá là trơn tru và không có dấu hiệu bị kêu. Đây là toàn bộ cái đèn hậu phía sau của chiếc xe, nguyên zin và rất là chỉnh chu cả hai bên. Và đây là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe. Nội thất bên trong thì được trang bị ghế da, táp bi bóng khí là nguyên zin. Và toàn bộ cái điều hòa âm thanh thì em đã kiểm tra vẫn hoạt động khá là tốt. Và toàn bộ vô lăng của số của chiếc xe đây, với cái ghế lái và số sàn hai cầu. Đây là núm cài cầu của chiếc xe. Đây là số sàn, toàn bộ cần số và vô lăng của chiếc xe khá là đẹp. Và điều hòa auto. Vâng, với phiên bản máy dầu này thì lên điều hòa auto số sàn hai cầu. Từ các cái bậc lên xuống đây. Đấy, bậc lên xuống và ốc, bản lề đều là nguyên zin. Cột này, kính sơn zin hết toàn bộ. Và từ các cái ốc cột đây,
nguyên bản từ đầu. Đấy, ốc tem nhái của nhà máy là nguyên zin. Và đặc biệt là các cái phần cánh cửa của chiếc xe thì tay nắm mở cửa và chỉ cánh cửa đây. Em coi cho quý chị sát cho anh xem, đều toàn bộ chỉ là chỉ zin. Thông số kính đều có số 1 và hàng Mitsu hết toàn bộ, nên là tuyệt nhiên không bị thay thế và không bị đâm xô. Đây là cái cánh cửa phía sau của chiếc xe. Toàn bộ cánh cửa phía sau bên phụ của chiếc xe chỉ zin 100%. Tay nắm mở cửa nguyên zin. Và hàng ghế phía sau thì cực kỳ đẹp. Nội thất đã khá là bắt mắt. Toàn bộ trần ý nguyên bản từ đầu, với hướng quay từ phía sau lên thì thấy cái phần táp ly khá là mới. Và vô lăng, củ số, tì tay, phanh tay đều là không có dấu hiệu bị mòn. Và đặc biệt là bàn đạp phanh gạ thế đấy ạ, không có dấu hiệu bị chảy xước. Đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe, toàn bộ táp bi này. Và đặc biệt thông số kính thì đều là hãng Mitsu và có số 1 hết toàn bộ theo năm sản xuất. Và chỉ cánh cửa là nguyên zin. Từ các cái phần cột đường máng nước đây, nó rất chi là vuông vắn và không có dấu hiệu bị làm lại. Toàn bộ các cái phần chỉ của cánh cửa nguyên zin. Tay nắm này và thông số kính cũng đều là số 1 và hàng Mitsu hết toàn bộ. Xe sản xuất năm 2011. Từ các cái bậc lên xuống này, ốc khóa bản lề nguyên bản từ đầu. Các cái phần cột đường gân chỉ này khá là căng và đẹp toàn bộ. Vâng, đây là phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về toàn bộ phần đầu thì các cái thanh răng đây, em quay cho quý anh chị xem, thanh răng đinh bấm đinh dập là nguyên hết từ đầu. Và đặc biệt các phần ốc liên sườn và ốc cabo là chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, chỉ cabo là nguyên zin. Toàn bộ tem mác của nhà máy còn nguyên đấy ạ. Đấy, hàng Mitsubishi. Máy này khá là sáng và không có dấu hiệu bị chảy dầu. Toàn bộ ốc máy đều rất là vuông vắn. Vâng, đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Cực kỳ êm. Máy dầu thì khá là tiết kiệm, động cơ chạy khá là êm và mượt. Vâng, vừa rồi em Lội vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Mitsubishi Chitone sản xuất 2011, số sàn 2 cầu máy dầu. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.